Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 30 phút tới đây, chương trình 60 giây sáng thứ năm ngày 13 tháng 7 sẽ mang đến cho quý vị những câu chuyện đáng xem, đáng nghe. Nhưng trước hết là các thông tin đáng chú ý sau đây. Đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Tham quan tuyến phố chuyên doanh dịch vụ trầu cau cưới hỏi tại quận 6. Khánh thành tuyến cáp treo xuyên biên giới cao nhất trên dãy núi Alper. Đương kim vô địch Iga Swiatek bị loại ở tứ kết nội dung đơn nữ Wimbledon 2023. Hôm qua tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã biểu quyết thông qua việc đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Đường Võ Nguyên Giáp dài 7,79 km, trong đó đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái có chiều dài 5,9 km, lộ giới 153,5 m, đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức có chiều dài 1,89 km, lộ giới 113,5 m. Phần xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới ranh giới tỉnh Đồng Nai. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhận, tri ân công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử. Ngoài ra, địa phương cũng rà soát, thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn 8 phường, thành phố Thủ Đức bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của 3 công ty xuất khẩu lao động do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ và cơ sở vật chất. 3 công ty gồm Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đào tạo Quốc tế Đồng Đô và Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia Long. Lý do thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội yêu cầu các công ty trên sau khi chấm dứt hoạt động vẫn tiếp tục có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. Chiều 12 tháng 7, sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, lượng nước lớn đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt gây ngập cục bộ, nhất là những nơi ven suối Phan Đình Phùng. Được biết, lượng mưa đo được tại khu trung tâm Đà Lạt ước khoảng 88mm. Sau khi mưa dứt chừng 30 phút, nước trên các tuyến đường đã rút nhanh chóng, giao thông trở lại trạng thái bình thường. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đã cử lực lượng đến các điểm ngập để ứng phó, đồng thời giám sát các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án phù hợp. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ khu vực tỉnh Lâm Đồng, trong đó có thành phố Đà Lạt. Cơn mưa lớn kèm dông lốc đã làm 67 căn nhà tại 6 xã của huyện Tân Hồng, Đồng Tháp bị tốc mái hư hại, trong đó có 9 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Sau trận dông lốc cách đây 2 ngày, căn nhà của gia đình chị Lan đã bị tốc mái hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần móng và vách nhà. Gia đình chị đang cố gắng chằng nẻo thêm các trụ nhà vào nền đất để thêm chắc chắn. Một cái đi qua luôn cái một vậy đó, bay thiết đi luôn là cỡ đâu là 300-400 mét vậy đó. Tóc hết trơn, nhà cổ luôn, nguyên cái xóm này luôn là cái miếng nhà trên nhà mình đó phải không? Là nó bay luôn cái cột cái kèo luôn. Quá trời sợ luôn, là nhìn ra là hai cái nhà không còn cái mái nào hết. Để đối phó, hạn chế tác động, nhất là khi cao điểm mùa mưa tới, nhiều giải pháp được địa phương khuyến cáo người dân chủ động thực hiện. Phối hợp để đánh giá lại cái một số vị trí mà thường xuyên như dùng dúng của dòng lốc hàng năm á, để coi đánh giá cái mức độ mà an toàn của ngôi nhà của người dân, để có một cái biện pháp. Mùa mưa còn kéo dài, việc chằng nẻo nhà cửa ngay từ đầu mùa mưa là một giải pháp hữu hiệu để ứng phó với dòng lốc, giúp người dân không phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thay vì làm trang sức từ các kim loại quen thuộc như vàng hay là bạc, thì một chàng trai trẻ ở Cà Mau lại chọn cho mình lối đi khác biệt. Anh dùng tiêu bản xương rắn để cho ra đời những thiết kế tinh xảo và độc đáo được nhiều người yêu thích. Hơn 2 năm trước, anh Trịnh Quang Nhã ở thành phố Cà Mau biết đến nghệ thuật làm tiêu bản xương qua một hội nhóm trên mạng xã hội.
Mày mò tìm hiểu, anh Nhã đã tự mình làm ra nhiều món trang sức như nhẫn và vòng tay từ xương rắn. Chia sẻ của người ta cũng chỉ là chung chung thôi. Thì bắt đầu em lên YouTube tìm hiểu thêm thì bắt đầu em cũng có phát triển ra được cái quy trình riêng. Để làm nhẫn, Nhã sử dụng resin để giữ hình dạng xương và được mài nhẵn để không đau tay người sử dụng. Tùy theo thiết kế, mỗi sản phẩm nhẫn có thể mất từ 1 đến 2 ngày, có lúc lên tới 7 ngày để hoàn thành. Những chiếc vòng tay làm từ các đốt xương sẽ nhanh hơn, khoảng 30 phút một vòng. Hiện tại thì những sản phẩm của em bán được nhiều nhất là trên Facebook, Shopee. Những cái đối tượng mua nhiều nhất là giới trẻ và thường là em bán lên thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội. Nhờ mạng xã hội, ngày càng có nhiều người biết đến và tìm mua những sản phẩm của Quang Nhã. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai mô hình tuyến phố chuyên danh dịch vụ trầu cau cưới hỏi tại đoạn đường từ Ngô Nhân Tịnh đến Nguyễn Thị Nhỏ với 13 quầy kinh doanh trầu cau và 3 quầy kinh doanh dịch vụ mâm quả cưới hỏi. Tại đây, khi các du khách đến tham quan và mua trầu cau, các tiểu thương sẽ giới thiệu hướng dẫn công đoạn bắt mâm trầu cau cưới hỏi. Ngoài ra, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm kết đính mâm quả hoặc học cách têm trầu. Lễ trầu cau là lễ cưới sinh, nó phải vậy, cái phong tục hầu đời xưa tới bây giờ nó vậy, phải giữ. Rồi cái ngày mà ra cái xe tới giờ thì những tiểu thương buôn bán cũng vui mừng ổn định rồi. Bây giờ mà ra mắt thì thấy nó bán nhộn nhịp hơn, khách hàng đông hơn, lượng khách lợn đông hơn. Mình muốn quảng bá cho tới trong và ngoài nước đều biết đến tới nét văn hóa độc đáo của nước mình. Việc nâng cấp các tuyến đường chuyên bán trầu cau đã giúp các tiểu thương kinh doanh ngày một thuận lợi và thu hút lượng lớn khách tham quan đến tìm hiểu và trải nghiệm. Giờ đây, những tiểu thương vừa là người góp phần gìn giữ bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống người Việt, vừa là những người hướng dẫn viên quảng bá cho du khách trong và ngoài nước biết đến phong tục truyền thống cưới hỏi của người Việt. Ở phần an ninh trật tự an toàn giao thông sẽ là Công an Tân Phú điều tra vụ đốt nhà dân. Vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tối qua tại quận Gò Vấp. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ một vụ cháy nhà dân khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi vào hôm qua. Nguyên nhân ban đầu nghi là do đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa ngày 12 tháng 7, người dân thấy một người đàn ông sống tại căn nhà trong hẻm đường Khuôn Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú có biểu hiện bất thường. Thậm chí, người này cầm hung khí đe dọa những người sống cùng nhà. Thấy vậy, người trong gia đình gọi báo cơ quan chức năng. Công an đến thuyết phục cũng như yêu cầu người đàn ông này hợp tác, nhưng người này bỏ vào nhà và cố thủ bên trong. Một lúc sau, người dân thấy có cháy bên trong căn nhà. Người đàn ông cố thủ bên trong lúc này chạy ra ngoài và bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an. Đám cháy được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Phú khống chế dập tắt. Vụ cháy khiến một người trong nhà bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế, hai nghi can trong vụ án giết người xảy ra ngày 8 tháng 5 tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Vụ việc xảy ra vào tối 8 tháng 5 khi đang ngồi uống bia tại một nhà hàng thuộc xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Nạn nhân nam sinh năm 1980 cùng nhóm bạn đã nảy sinh mâu thuẫn với Hồ Ngọc Sao sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Thế sinh năm 1994. Mâu thuẫn dẫn tới xô xát, hai đối tượng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và vượt biên ra nước ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Vào hôm qua, một người dân ngụ ấp Nhất, xã An Phong báo tin bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản với tổng trị giá 44.500.000 đồng. Khẩn trương điều tra xác minh, Công an huyện Tân Bình đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Phú, 29 tuổi, ngụ huyện Tháp 10 và Tô Tâm Tùng, 18 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc. Các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya chủ nhà đi vắng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa kệ cửa lấy trộm tài sản. Lực lượng chức năng đã thu hồi được tài sản bị mất trộm tại nơi ở của đối tượng. Qua khai thác, hai đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Công an huyện Thanh Bình đang tiếp tục điều tra xử lý.
Ngày 12 tháng 7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và người đi trên xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 7, hai cô gái khoảng 15 tuổi chạy xe máy mang bảng số 63AB05051 trên quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đi qua đoạn thuộc ấp Quý Thành, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy thì một xe máy khác từ ven đường chạy ra áp sát xe hai cô gái. Chưa rõ hai xe máy này có va chạm nhau hay không, nhưng cô gái ngồi sau xe máy 05051 bị té ngã xuống đường và lọt vào phần hông xe đầu kéo chạy song song cùng chiều, bị cán tử vong. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông chết người khác xảy ra tối qua tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hai xe máy tông nhau khiến một người tử vong. Khoảng 19 giờ 40 phút, anh Nguyễn Thành Sung, 26 tuổi, ngụ quận 12, chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Khối hướng từ đường Phạm Văn Chiêu đi đường Lê Văn Thọ. Khi đến trước hẻm 519 thuộc phường 8 quận Gò Vấp, xe anh Sung va chạm với một xe máy do một nam thanh niên khác cầm lái chạy hướng ngược lại. Va chạm làm cho cả hai người ngã xuống đường, anh Sung tử vong tại chỗ. Còn nam thanh niên bị chảy sức nhẹ, nhanh chóng lấy xe rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện công an đang trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy tìm nam thanh niên. Tới 20 giờ tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lặn tìm được thi thể một nam công nhân bị mất tích khi lội dưới kênh Tham Lương. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nam công nhân 33 tuổi quê Bạc Liêu thuộc nhóm công nhân đang thi công công trình xây dựng bờ kè kênh Tham Lương đã lội xuống kênh rồi bơi từ bên phía bờ quận 12 qua bờ quận Gò Vấp có độ dài khoảng 30 mét. Khi bơi gần qua tới bên quận Gò Vấp thì bất ngờ đuối sức chới với dưới dòng nước rồi mất tích. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn triển khai người nhái tới hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Hơn 30 phút sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí bị đuối nước. Hiện vụ việc được bàn giao lại cho công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ. Thế giới trong đêm có gì? Chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc sẽ cấm hải sản nhập khẩu từ 10 tỉnh Nhật Bản. Các khung sago bằng gỗ sồi đầu tiên được chuyển đến nhà thờ Đức Bà. Ngày 12 tháng 7, chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc thông báo sẽ cấm hải sản nhập khẩu từ 10 tỉnh Nhật Bản nếu nước này xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Ông Se Jin-wan, người phụ trách vấn đề môi trường và sinh thái của Hồng Kông cho biết, lệnh cấm sẽ bao gồm tất cả các mặt hàng tươi sống, đông lạnh, khô, ướp muối và các sản phẩm đã qua chế biến khác. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng ở Hồng Kông, vì thế chúng tôi sẽ áp dụng nguyên tắc chủ động phòng ngừa. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 12 tháng 7 đã yêu cầu các quan chức Hồng Kông không thắt chặt kiểm soát hải sản nhập khẩu từ nước này liên quan tới kế hoạch xả nước thải. Một tuyến cáp treo vừa mới khánh thành cho phép du khách di chuyển giữa Thụy Sĩ và Italia gần đỉnh núi Matterhorn. Theo đơn vị vận hành, đây là tuyến đường xuyên biên giới cao nhất trên dãy núi Alps. Cáp treo Matterhorn Glacier Ride 2 kết nối giữa trạm Glen Matterhorn cao 3.883m so với mực nước biển và trạm Testa Grigia cao 3.480m. Du khách mất khoảng 4 phút để di chuyển 1,6 km trên sông băng Theodun. Theo đơn vị vận hành, hệ thống này có thể chịu được sức gió lên đến 100 km/h. Đây là tuyến cáp treo đầu tiên trên thế giới kết nối giữa hai quốc gia. Bạn có thể tận hưởng khung cảnh ngoạn mục và chiêm ngưỡng đỉnh núi Matterhorn ở ba phía Bắc, Nam và Đông. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm thú vị. Để đi được toàn bộ tuyến, hành khách phải thay đổi một số cabin. Tuyến cáp treo sử dụng 10 cabin, mỗi cái có thể chở được tối đa 28 hành khách. Chi phí cho một chuyến khứ hồi giữa hai khu nghỉ dưỡng Gemat của Thụy Sĩ và Preujevinia của Italia thay đổi tùy thuộc vào thời điểm trong năm. Gary và Elizabeth Paulos có sở thích du lịch khắp nước Mỹ. Cặp vợ chồng này thậm chí còn chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của mình dài 330 triệu km ngoài vũ trụ.
Jerry và Elizabeth sẽ gửi ADN của họ lên không gian thông qua một dịch vụ của công ty Celestic chuyên về an táng ngoài vũ trụ có trụ sở tại thành phố Houston, Texas. Chúng tôi muốn trở nên bất tử ở một khía cạnh nào đó, và đây là cơ hội để chúng tôi làm một điều mà chưa ai từng làm. Bộ gen của chúng tôi sẽ ở vị trí xa nhất từ hành tinh này. Nó khiến chúng tôi nghĩ về tương lai, dù chúng tôi sẽ không ở đó. Chúng tôi sẽ trở thành một phần của tương lai, và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc. ADN của Jerry và Elizabeth sẽ được đưa lên chuyến bay cùng với hơn 190 hành khách khác, bao gồm ADN của những nhân vật liên quan tới bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Chúng tôi còn có cả năng tóc của các cố tổng thống George Washington, Dwight Eisenhower và John Kennedy. Tất cả đều chung một chuyến bay. Các gia đình sẽ tham dự một buổi tiệc vài ngày trước khi chuyến bay cất cánh. Theo giám đốc công ty Celestic, đây sẽ là thời gian để các thành viên cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của mình. Hôm 11 tháng 7, nhà thầu đã bắt đầu tiếp nhận các khung gỗ sồi lớn đầu tiên trong phần thiết kế kết cấu mái của nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là một bước tiến gần hơn đến việc hoàn thiện trùng tu nơi này sau vụ cháy vào năm 2019. Các khung xà gồ bằng gỗ sồi đầu tiên được vận chuyển bằng xà lan dọc theo sông Seine ngay sát nhà thờ, sau đó được cẩu lên đỉnh của ngôi nhà thờ. Chúng tôi sẽ làm việc trong thời gian diễn ra Thế vận hội dù có nhiều khó khăn vì việc di chuyển và giao thông. Mục tiêu của chúng tôi là nhà thờ có thể sẵn sàng mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024. Công trình tại nhà thờ vẫn đang được thi công và sông Seine đóng vai trò tuyến vận chuyển đường thủy. Với tôi, đây là một khoảnh khắc kỳ diệu đối với nhiều người dân Paris. Việc trùng tu nhà thờ sẽ hoàn tất vài tháng sau Thế vận hội Olympic 2024. Do vậy, việc thi công sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết họ sẽ hoàn thành đúng hạn. Một cuộc triển lãm về rêu đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài việc tìm hiểu khía cạnh khoa học của loài thực vật này, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật. Khách tham quan có thể tìm hiểu về nhiều loại rêu khác nhau. Theo các nhà khoa học, rêu đóng một vai trò thiết yếu đối với hệ sinh thái thực vật. Chúng có thể giúp khôi phục đất bị xói mòn và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Rêu còn hấp thụ khí CO2, góp phần vào những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Triển lãm không chỉ mang đến nhiều kiến thức khoa học về rêu, mà còn giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc về thơ ca, vẽ tranh và thư pháp. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng cuộc triển lãm này. Sự kiện sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Và cuối cùng, như thường lệ ở phần thể thao cập nhật sẽ là Manchester United thắng Leeds United nhờ các cầu thủ trẻ. Cháy rừng uy hiếp nhà dân trong đêm, cả ngàn người đi dập lửa. Thông tin cập nhật, đến rạng sáng nay, vụ cháy rừng tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An vẫn chưa được khống chế. Đám cháy rừng dữ dội đang uy hiếp nhà dân dưới chân núi. Hơn 1.000 người đã được huy động dập lửa. Hiện tại đang có 3 đám cháy lớn. Một số đám cháy tuy được dập tắt nhưng sau đó cháy trở lại. Trong khi đó, sau nhiều giờ bám trụ chữa cháy rừng, lực lượng tham gia công tác dập lửa có dấu hiệu xuống sức khi phải liên tục leo đồi và ảnh hưởng bởi sức nóng từ lửa. Hàng trăm người dân thức trắng cùng lực lượng chữa cháy. Đám cháy rừng lan xuống, chỉ cách giáo xứ Vạn Lộc khoảng 20 mét. Lực lượng cứu hỏa đã điều 5 xe chữa cháy tới khu vực này, sẵn sàng ứng trực, bảo vệ công trình nhà thờ. Những ngày qua, tại Nghệ An xảy ra nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến từ 35 độ đến 38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, độ ẩm thấp. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và thành công. Xin kính chào tạm biệt.